Đầu tư gì thời kỳ lạm phát? Đầu năm 2022, với diễn biến giá nguyên nhân vật liệu đầu vào, trong đó có xăng dầu, thép xây dựng đang tăng mạnh, gây sức ép lạm phát cao cho nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, đầu tư gì và đầu tư như thế nào để bảo toàn và sinh lời vốn là điều mà nhiều nhà đầu tư đang hết sức quan tâm. Dưới đây, chúng tôi sẽ nêu ra những tài sản đáng đầu tư nhất trong thời kỳ lạm phát. 1. Trái phiếu là loại tài sản không chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường và rủi ro như cổ phiếu, với rủi ro duy nhất là trường hợp doanh nghiệp hoặc ngân hàng phát hành trái phiếu bị phá sản. Với ngân hàng, dĩ nhiên việc này gần như là 0%. Việc bạn cần cân nhắc là doanh nghiệp nào uy tín và có khả năng tăng trưởng, ngay cả trong lúc biến động dịch bệnh như hiện tại. Vì vậy, trái phiếu được coi là hình thức đầu tư được ưu tiên cao thời kỳ lạm phát leo thang như hiện tại. Với lãi suất cao hơn gấp 1,5 đến 2 lần ngân hàng, trái phiếu là một kênh đầu tư hấp dẫn. 2. Vàng. Từ xa xưa, người Việt Nam đã có truyền thống mua vàng làm của để dành. Vàng vẫn luôn thu hút sự quan tâm của mọi người và được xem là tài sản an toàn nhất, đặc biệt là dựa trên quan điểm chống lại lạm phát và sự mất giá của tiền đồng. 3. Bất động sản. Giá nhà và đất trung bình luôn tăng cùng với thời gian. Trong giai đoạn điều chỉnh sau mỗi lần sốt đất, giá nhà đất có thể giảm. Nhưng trung bình, giá nhà sẽ có xu hướng tăng và dập tắt ảnh hưởng của lạm phát. Thay vì gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất không đáng kể so với tốc độ lạm phát, chúng ta nên cân nhắc đầu tư vào bất động sản. 4. Cổ phiếu của các doanh nghiệp tốt. Trong các thời kỳ lạm phát cao, thường thì sở hữu những tài sản như cổ phiếu doanh nghiệp đang làm ra sản phẩm tốt sẽ ổn hơn là giữ tiền mặt. Lịch sử đã chứng minh rằng một trong những cách tốt nhất để phòng vệ trước lạm phát là nắm giữ cổ phiếu của một doanh nghiệp tuyệt vời. Kết luận, trên đây là những tài sản bạn nên đầu tư trong thời kỳ lạm phát. Và một điều quan trọng hơn nữa, bạn nên đầu tư vào năng lực bản thân, trau dồi kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Vì suy cho cùng, năng lực bản thân bạn càng cao, bạn càng dễ dàng tìm kiếm được tài sản đầu tư để vượt qua lạm phát. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công!